Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC tối nay. Thưa quý vị, tại hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm vải thiều vào thị trường phía Nam diễn ra mới đây, báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho thấy thị trường phía Nam có sức tiêu thụ vải thiều lớn nhất từ trước đến nay. Tổng diện tích vải thiều năm 2016 vào khoảng 30.000 ha, giảm 1.000 ha so với năm ngoái. Điều này kéo theo sản lượng giảm 65.000 tấn, còn 130.000 tấn. Dự kiến sản lượng xuất khẩu năm nay là 52.000 tấn, chiếm khoảng 40%, còn lại tiêu thụ nội địa khoảng 78.000 tấn. Tuy vậy, khu vực phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây và Đông Nam Bộ dự kiến tiêu thụ khoảng 55.000 tấn vải thiều, tăng 5.000 tấn so với năm ngoái. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tiêu thụ chính. Hiện tại, giá vải thiều tại các chợ đầu mối phía Nam dao động từ 25 đến 35.000 đồng một ký, trong khi giá bán lẻ từ khoảng 50.000 đồng một ký, tăng 10% so với năm ngoái. Nắng nóng đang bước vào thời kỳ cao điểm, đặc biệt là tại miền Bắc. Trước nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, ngành điện cam kết đảm bảo đáp ứng nguồn cung điện cho người dân. Đại diện EVN Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương có phụ tải điện dành cho sinh hoạt và quản lý tiêu dùng cao nhất nước, dự báo công suất đỉnh tăng từ 12 đến 15% so với năm 2015. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, công suất đỉnh tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhiều khu vực tại đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, ngập mặn, khiến việc cung ứng điện thêm phần khó khăn. Trước tình hình này, Phó Tổng Giám đốc EVN yêu cầu các công ty điện lực địa phương đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thời gian tới. Nhất là vào các đợt diễn ra kỳ thi phổ thông trung học, kỳ thi quốc gia, đại học, v.v. Bên cạnh đó, ngành điện cũng vận động người dân tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả như tăng cường sử dụng vào giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. Thưa quý vị, là một trong số ít các quốc gia còn có quy định về quản lý cư trú bằng hộ khẩu. Tuy nhiên, quy định này không phục vụ nhiều cho người dân mà chủ yếu là giúp các cơ quan quản lý giảm tình trạng nhập cư vào các đô thị lớn. Và điều này đang gây ra nhiều hạn chế cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công cũng như có thể tiếp tay cho tiêu cực và tham nhũng. Đây là ý kiến được đại diện nhóm nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới đưa ra trong buổi hội thảo cùng chủ đề diễn ra vào sáng nay. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới World Bank thực hiện tại 5 thành phố lớn, hiện có khoảng 5,6 triệu người tại các địa bàn khảo sát không có hộ khẩu thường trú ở nơi họ cư trú và 70% người được hỏi cho biết họ bị hạn chế quyền lợi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Viện Phó Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, hệ thống đăng ký hộ khẩu không còn phù hợp trong điều hành và quản lý xã hội ở Việt Nam, vốn đang thay đổi lớn theo định hướng đổi mới và hội nhập quốc tế, và nhiều vấn đề bất cập cũng từ đây mà nảy sinh, như người nhập cư gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ, đặc biệt về giáo dục, bảo hiểm y tế cho trẻ em, tiếp cận tín dụng và các thủ tục dân sự. Dù lạc hậu, nhưng hộ khẩu vẫn được tồn tại. Giải thích câu hỏi này, World Bank cho rằng mục đích chính để duy trì hộ khẩu là nhằm giảm tình trạng nhập cư vào các thành phố đô thị. Hệ thống hộ khẩu được quản lý ở cấp quốc gia, luật cư trú mới cũng yêu cầu các tỉnh thành phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại. Tuy nhiên, đây cũng là hộ khẩu và mỗi địa phương lại có quy định riêng. Rõ ràng tại thành phố Hồ Chí Minh thì quy trình xử lý các dịch vụ công được tạo điều kiện hơn so với các tỉnh khác. Vì vậy, để giải quyết yếu tố cục bộ này thì về phía chính phủ phải có những chính sách lâu dài để người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ công tốt hơn. Cũng theo World Bank, trước lo ngại rằng nới lỏng hệ thống hộ khẩu sẽ dẫn đến tăng quy mô nhập cư vào các trung tâm đô thị, gây căng thẳng cho các dịch vụ công và ngân sách của các thành phố tiếp nhận. Nghiên cứu chỉ ra rằng các tác động về doanh thu và những khoản chuyển nguồn tác động ngân sách ròng dường như là tích cực hoặc chỉ có tác động tiêu cực ở mức thấp so với việc chỉ tập trung vào các chi phí phát sinh từ việc nhập cư. Trước hết là rất nhiều cái thủ tục chúng ta có thể đơn giản hóa mà chúng ta không cần phải hộ khẩu cho những việc thủ tục đó. Kể cả ví dụ như trong vấn đề đăng ký xe máy, theo quan điểm của tôi là chúng ta không cần phải hộ khẩu. Và cái việc của chúng ta cần làm đây có hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là chúng ta phải rà soát lại những cái thủ tục hiện nay đang quy định về hộ khẩu, những cái thủ tục nào bắt buộc cần phải hộ khẩu và những thủ tục nào nhiều khi là do những cấp địa phương, cấp cơ sở người ta đặt ra và không cần thiết phải có hộ khẩu, thậm chí là nhiều khi là trái cả luật. Thứ hai là chúng ta cái cơ chế quản lý hộ khẩu của chúng ta có thể theo hướng nó phải đơn giản hơn, nó hiện đại hơn và số hóa, và trong thì tôi nghĩ rằng đấy là cái hướng tiếp cận phù hợp. Ông Gabriel de Mobines cho rằng cần có các cải cách hơn nữa để đảm bảo người nhập cư có khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế và việc làm ở khu vực công như những người khác. Vì điều này sẽ khuyến khích người dân di cư tới các thành phố và sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam. Và cũng trong buổi hội thảo xoay quanh vấn đề liệu hộ khẩu có thật sự là trở ngại của người dân trong vấn đề tiếp cận các dịch vụ công, các dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo và xảy ra bất bình đẳng hay không.
hay những khó khăn này chỉ mang tính cục bộ địa phương? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, con số 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu thường trú theo như công bố của Ngân hàng Thế giới thì về mặt góc độ quản lý nó không phản ánh được sự lỏng lẻo trong cái việc quản lý người dân. Bằng chứng là chúng ta vẫn có thể quản lý bằng những hình thức như là đăng ký tạm trú tạm vắng. Vậy liệu rằng cái con số này nó có phản ánh được cái nguyên nhân là do không có hộ khẩu nên người dân không thể tiếp cận được những cái dịch vụ y tế hay là giáo dục hay là những cái dịch vụ công khác, hay là do chính bản thân của người dân thì họ cũng không có nhu cầu trong cái việc lựa chọn những cái dịch vụ này ạ? Ở đây thì chúng ta phải phân biệt ra một số các nhóm ở trong cái con số này. Nếu như họ chỉ là những người di cư mùa vụ, họ đến làm việc ở một số cái khu công nghiệp hoặc là một số cái lĩnh vực mà nó chỉ cần đòi hỏi một thời gian ngắn ở thành phố thì chúng ta cũng không đưa vào trong con số này. Thực tế mà nói, đây là cái số mà có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố. Kết quả của chúng tôi cho thấy là 53% mẫu khảo sát chúng tôi mà chưa có hộ khẩu thì rất mong muốn là có hộ khẩu thường trú. Còn tất nhiên những cái đối tượng mà họ chỉ có một thời gian một vài tháng ở thành phố thì không ai đặt ra cái vấn đề là hộ khẩu thường trú cả. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngay cả một cái địa bàn mà đã có sự thông thoáng cũng như là có được những cái sáng kiến rất nhiều trong vấn đề tạo điều kiện cho người dân được tạm trú dài hạn thì cũng đã có những câu chuyện qua phỏng vấn định tính của chúng tôi là có những gia đình mà ở đây 20 năm trời rồi mà vẫn chưa được nhập khẩu thành phố. Với những vấn đề ông vừa đưa ra thì liệu rằng những cản trở do việc không có hộ khẩu á, thì nó có mang tính cục bộ hay không? Bởi vì theo tôi biết thì luật cư trú hiện tại thì đã có những cái quy định rất là thông thoáng trong cái vấn đề tự do di chuyển của người dân ạ. Vâng, tôi nói về cái luật cư trú năm 2014 sửa đổi gần đây thì cũng luôn luôn nhấn mạnh rằng là công dân có quyền tự do đi lại, tìm việc làm, tự do cư trú. Và cũng có một cái điều nữa quy định là không được lấy hộ khẩu làm cái điều kiện để ràng buộc vấn đề tiếp cận dịch vụ xã hội của người dân. Nhưng mà trên thực tế, do những thành phố lớn có những cái sức ép quá tải về hạ tầng, về dịch vụ cơ sở như là khám chữa bệnh, trường học, như là vấn đề việc làm, giao thông, cho nên là các thành phố, đặc biệt là những thành phố lớn đều ít nhiều có một cái tư tưởng là muốn hạn chế cái sự quá tải đó thông qua nhiều biện pháp, trong đó có một vấn đề là vấn đề dùng cả vấn đề đăng ký cư trú bằng hộ khẩu để hạn chế cái sự nhập cư ảo ạt. Có vẻ là người dân của chúng ta thì vẫn chưa hiểu rõ lắm về những cái quyền tự do di chuyển đi lại của mình đúng không ạ? Vâng, người dân thì chúng ta được cái là người dân chúng ta rất là năng động. Người dân ở nông thôn muốn có nhu cầu việc làm, muốn có cái nhu cầu tăng thu nhập thì ra thành phố. Nhưng mà mỗi thành phố lại một khác. Tôi đánh giá rằng là thành phố như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng thì quy định hộ khẩu rất chặt hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi không có được những cái thời gian để thông báo thêm với cái sự khác biệt trong cái mẫu nghiên cứu giữa Bắc và Trung và Nam. Nhưng mà tổng quan mà nói qua cái báo cáo ngày hôm nay thì kết quả là của cả 5 tỉnh khảo sát, 5 tỉnh thành khảo sát ở trong cái nghiên cứu này thì cho thấy rằng là gì? Nhìn chung chúng ta vẫn có xu hướng là tìm mọi cách để hạn chế cái tốc độ đô thị hóa và nhập cư ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng hay thậm chí cả Cần Thơ. Với cái lý do là chúng ta không lo nổi về cái vấn đề cơ sở hạ tầng, về nhà ở, về việc làm, về tệ nạn, về mất an toàn xã hội, về mất trật tự an toàn xã hội. Thì điều này về mặt là logic thì một phần là đúng. Nhưng mà về mặt khác chúng ta phải thấy rằng là đây là cái xu hướng di cư đô thị hóa là một cái quy luật phát triển của xã hội. Cho nên là chúng ta không thể nói là chúng ta chặn được hay ngăn chặn được cái việc này. Cái con số của chúng tôi cho thấy là 7,6% người nhập cư chưa có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương là người dân tộc, đã cho thấy rằng gì? Cái sự đi lại làm ăn của những cái nhóm xã hội, của những nhóm nhân khẩu ở phía Bắc, miền xuôi, miền núi, miền đồng bằng đã diễn ra hết sức là phổ biến. Và người dân cũng không chờ đợi những cái quy định đó để mà người ta gọi là đi hay không đi, mà người ta đã quyết định là đi làm ăn xa, đến thành phố là việc chiến lược sống của họ. Và chính vì vậy mà đấy là quyền của người dân. Vậy nếu như quy định về hộ khẩu được dỡ bỏ thì những cái vấn đề liên quan hiện vẫn còn dựa vào hộ khẩu thì chúng ta nên giải quyết như thế nào trong cái ngắn hạn ạ? Chúng tôi đã nói cái điều này cách đây 5 năm là chúng ta phải xây dựng một hệ thống số liệu đăng ký cư trú khoa học hiện đại để chúng ta đi đâu làm gì chúng ta cũng có thể quản lý được. Tôi nói ví dụ trong ngành ngân hàng hiện nay,
chúng ta rút tiền ở đâu, chúng ta gửi tiền ở đâu, toàn bộ hệ thống, dù là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là bạn đang ở Hà Nội, bạn đều có thể biết được. Và họ quản lý rất tốt cái vấn đề rút tiền hay là gửi tiền. Thế nhưng mà hộ khẩu thì không làm được như vậy. Hôm nay chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đăng ký ở hộ khẩu hay là tạm trú ở đây thì Hà Nội không biết. Chúng ta về nông thôn, chúng ta làm cái gì đó thì thành phố cũng không biết chúng ta đang có mặt ở nông thôn. Vì vậy là phải cải tiến cái hệ thống này, nó đơn giản, nó hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số hóa trong cái lĩnh vực này, thì vấn đề hộ khẩu quản lý nó sẽ rất đơn giản và lại khoa học và lại cập nhật, và người dân thì rất là phải nói là thoải mái và tự nguyện đăng ký. Nó không phải khó khăn như hiện nay là phải đi 4-5 lần để mà đăng ký tạm trú mà vẫn chưa được việc. Chúng ta phải đổi mới cả về tư duy, đổi mới về mặt công cụ và đổi mới cả về cách tiếp cận. Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị, vừa rồi là những hình ảnh bãi dài của Phú Quốc. Quay trở lại với bản tin hôm nay. Leading Business Tour là sự kiện mà CSMO, BizLife và FBNC cùng tổ chức định kỳ nhằm tìm kiếm những câu chuyện đằng sau những thành công của các doanh nhân nổi tiếng trong nền kinh tế của Việt Nam. Đến hẹn lại lên, Leading Business Tour vừa diễn ra vào ngày 18 tháng 6 là cuộc trò chuyện giữa nhà báo Quốc Vĩnh với doanh nhân Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Phát Đạt đã gây tiếng vang trên thị trường bất động sản với dòng sản phẩm The Average và một số dự án hạ tầng lớn khác. Sự kiện này đã thu hút khá nhiều doanh nhân trẻ mà đa số là những người khởi nghiệp đến nghe và câu chuyện gây sự nghiệp của ông Nguyễn Văn Đạt, người mà vẫn thường được gọi là cái tên thân mật là anh Lộc. Mở đầu cho sự kiện Leading Business Tour lần thứ 5 này là câu chuyện về những bước đi đầu tiên của anh, người đàn ông thế hệ 6X, Nguyễn Văn Đạt. Hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Ông mang đến buổi trò chuyện một không khí gần gũi, chân vương và cũng rất thân tình như chính cái cách ông chọn trang phục khi đến đây. Cũng giống như một số ít doanh nhân nổi tiếng thành công trên thế giới, ông là một trong số ít thanh niên quyết định lập nghiệp mà không đi qua con đường học đại học. Ông khởi sự sự nghiệp từ những năm 1980 bằng rất nhiều ngành nghề và buôn bán đủ loại mặt hàng. Trong đó, hai nhóm ngành mà ông gắn bó đến tận ngày hôm nay là vận tải biển và bất động sản. Ông cho biết, một trong những hạn chế trong sự phát triển của thế hệ trẻ hiện nay đó chính là chịu áp lực quá lớn bởi xu hướng của xã hội, vật chất và chạy theo thành công bằng cách tìm kiếm lợi nhuận. Ông cho rằng, thành công của một con người, của một doanh nghiệp và đích đến cuối cùng của doanh nghiệp không phải là lợi nhuận. Không phải cái gì sinh lời cũng làm và cũng không phải làm mọi cách để sinh lợi. Mục đích cuối cùng của một doanh nghiệp chính là tạo ra giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhiều người và cho một cộng đồng, chứ không cho riêng một cá nhân nào. Và đây cũng chính là mục đích mà ông và tập thể doanh nghiệp của ông cùng theo đuổi để phát triển đồng hành với trách nhiệm, với xã hội và cộng đồng thông qua các dự án và các chương trình tài trợ cho học sinh nghèo mà ông Đạt đã thực hiện tại chính quê hương miền Trung nắng gió của ông trong những năm qua. Dĩ nhiên, trong cuộc trò chuyện tại Leading Business Tour với doanh nhân Nguyễn Văn Đạt, CEO Công ty Bất động sản Phát Đạt, nhà báo Quốc Vĩnh đã không bỏ qua về sự vực dậy kỳ diệu của doanh nghiệp này sau một số khó khăn về tài chính năm 2015. Chúng tôi sẽ trích lại một phần cuộc trò chuyện này một cách chi tiết hơn trong bản tin 24/7 của FBNC vào cuối tuần này. Mời quý vị theo dõi. Sau đây xin tiếp tục với phần tin tức khác của FBNC tối nay. Theo quy luật chung, các hãng hàng không sẽ bắt đầu vào mùa thấp điểm từ tháng 8 đến tháng 12. Vì vậy, các hãng bay sẽ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi vào thời gian này. Vietjet công bố 3 ngày siêu tiết kiệm là 21, 22 và 23 tháng 6 với 100.000 vé. Giá vé chỉ từ 0 đồng vào khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ tại website và Facebook của hãng. Đặc biệt, loạt vé này áp dụng trên tất cả đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Myanmar và Malaysia cho thời gian bay từ 10 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2016, trừ các ngày nghỉ lễ.
Các cổ động viên của xứ Wales đã ra đường ăn mừng và hô vang khẩu hiệu sau chiến thắng 3-0 của tuyển này trước tuyển Nga ở loạt trận cuối vòng bảng Euro 2016 giành lấy 3 điểm. Xứ Wales có trong tay 2 trận thắng và dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Đồng thời nhờ vào kết quả hòa của trận đấu còn lại giữa Anh với Slovakia cũng giúp cho xứ Wales gặp thuận lợi hơn ở vòng loại trực tiếp khi họ chỉ cần gặp một trong những đội xếp 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Trái ngược với niềm hân hoan của các cổ động viên xứ Wales, cổ động viên của tuyển Nga đã sớm rời sân vận động Toulouse trước khi trận đấu khép lại 15 phút sau bàn thắng nâng tỷ số 3-0 của Gareth Bale. Trong trận đấu được xem là hay nhất của tuyển Anh ở vòng bảng, nhưng sự kém duyên của các chân sút cộng với ngày thi đấu xuất sắc của thủ thành Slovakia, trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuyển Anh có được 5 điểm sau trận đấu và họ giữ vững vị trí thứ 2 của bảng B để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Slovakia cũng tràn trề hy vọng có mặt ở vòng sau nhờ vào lợi thế về điểm số có được khi xét về thành tích. Đó cũng là lý do để cho các cổ động viên thể hiện sự vui mừng sau trận đấu diễn ra trên sân vận động St. Etienne. Nếu như cổ động viên của tuyển Tam Sư tỏ vẻ tiếc nuối sau những gì mà các cầu thủ của họ đã trình diễn, thì sự may mắn của Slovakia cũng đã giúp cho họ tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp. Liên đoàn bóng đá Croatia đã bị phạt một trận thi đấu sẽ không có khán giả và mức phí phải nộp cho UEFA là 100.000 euro sau sự cố diễn ra ở lượt đấu trước khi các cổ động viên của tuyển này ném pháo sáng và gây sự với cổ động viên đội bạn. Ở trận hòa 2-2 với Cộng hòa Séc, các cổ động viên của tuyển Croatia đã lấn sang khu vực của cổ động viên đối thủ, gây sự và tạo cảnh hỗn loạn sau khi trận đấu này kết thúc. Hiện tuyển Croatia đang có 4 điểm sau 2 lượt trận và cũng có cơ hội đi tiếp nếu giành kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối. Tân huấn luyện viên của tuyển Brazil là ông Tite đã phát biểu trong một họp báo rằng nhiệm vụ và mục tiêu của ông chính là giúp cho tuyển quốc gia Brazil vượt qua vòng loại World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Sau thất bại ở Copa America, tuyển Brazil cần phải thay đổi hình ảnh và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Sau 3 trận đấu vòng loại World Cup, hiện Brazil đang nằm ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ. Nhưng trước hết, Brazil sẽ cần hướng đến loạt trận Olympic diễn ra ở quê nhà. Chưa bao giờ Brazil đăng quang ở một giải Olympic. Và trong phần tiếp theo của bản tin FBNC, chúng tôi mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật của thế giới. Tỷ phú George Soros cảnh báo nếu Anh rời EU, đồng bảng Anh sẽ lao dốc mạnh hơn cả thời điểm bán khống đồng bảng Anh vào năm 1992. Hãng xe Fiat Chrysler mở rộng điều tra sau vụ tai nạn của tài tử Mỹ.